Sáng sớm nay, 16 tháng 7, Kim Duyên đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 tại Ba Lan. Sáng sớm ngày 16 tháng 7 theo giờ Việt Nam, đêm chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 Miss Supernation diễn ra tại Ba Lan với sự tranh tài của gần 70 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới. Người đẹp Nam Phi đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Ông Phúc Nguyễn, đơn vị sở hữu bản quyền Miss Supernation 2022 cho biết lý do chọn Kim Duyên dự cuộc thi này vì cô hội tụ đủ các yếu tố thuận lợi để có thể tạo kỳ tích cho Miss Supernation 2022. Kim Duyên đang ở độ chín mùi về nhan sắc và cả về kỹ năng vì cô đã trải qua cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2021 tạo được ấn tượng lọt vào top 16. Mới đây, cô còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Tất cả giúp Kim Duyên được rèn trong những môi trường hoàn hảo để trở thành đại diện Việt Nam tốt nhất, ông Phúc Nguyễn cho biết thêm. Tại đêm chung kết Miss Supernation 2022, các thí sinh trải qua các phần thi, hô tên, trình diễn trang phục dân tộc, trang phục áo tắm, trang phục dạ hội để chọn ra top 12 vào phần thi ứng xử. Sau đó, Kim Duyên được gọi tên ở vị trí đầu tiên trong top 12. Các thí sinh chia sẻ cảm nghĩ của mình sau khi lọt vào top 12. Kim Duyên cho biết, nếu cô trở thành người chiến thắng, cô sẽ có nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, mang đến những điều tốt đẹp. Nếu trở thành tân hoa hậu siêu quốc gia, cô sẽ thực hiện nhiều dự án dành cho trẻ em Việt Nam và thế giới. Ở phần thi ứng xử, trả lời cho câu hỏi, phần đấu trở nên hoàn hảo là điều tích cực hay tiêu cực? Kim Duyên cho biết, mọi thứ đều có hai mặt của nó, tích cực lẫn tiêu cực. Việc phấn đấu trở nên hoàn hảo cũng vậy. Nếu mình nghĩ theo hướng tích cực, sẽ là tích cực. Như bản thân tôi luôn cố gắng để hoàn thiện mình mỗi ngày, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, Kim Duyên nói. Kết quả chung cuộc, người đẹp đến từ Nam Phi, Lalela Swane đăng quang Hoa hậu siêu quốc gia 2022. Các giải thưởng Á hậu 1, 2, 3 và 4, lần lượt thuộc về các thí sinh từ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Venezuela. Trước Kim Duyên, siêu mẫu Minh Tú vào top 10 Hoa hậu siêu quốc gia 2018 và giành danh hiệu Hoa hậu siêu quốc gia châu Á. Đến năm 2019, Nguyễn Thị Ngọc Châu cũng vào top 10 Hoa hậu siêu quốc gia 2019 và đạt danh hiệu Hoa hậu siêu quốc gia châu Á. Hoa hậu siêu quốc gia Miss Supernation là một trong năm cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, được diễn ra thường niên do Hiệp hội Sắc đẹp Thế giới có trụ sở tại Panama điều hành. Hoa hậu siêu quốc gia được tổ chức lần đầu vào năm 2009 tại Ba Lan.